90 khung hình trên dây nè, kể cả chiến đấu và sảnh. Chào mừng các bạn đã cùng trở lại với kênh YouTube của Mẹo Hay iOS và Android. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những bạn mà chơi game PUBG Mobile đó các bạn. Thì chúng ta sẽ có một cái cách để chúng ta kích cái thiết bị của chúng ta chạy được cái khung hình 90fps. Như đây là cái trên thiết bị của mình, đây là Redmi K40 Gaming. Như các bạn thấy ở đây nè, thì là mình đã kích được cái 90 khung hình trên dây nè, kể cả chiến đấu và sảnh. Thì cái cách này mình chia sẻ với các bạn là hoàn toàn không cần good, không cần dùng GFX tool hay là bất kể những cái gì can thiệp vào cái ứng dụng game, mà chúng ta chỉ cần thực hiện một cái thao tác rất là đơn giản thôi. Thì mời các bạn cùng xem video để cùng mình thực hiện cái thao tác này nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào CH Play, cập nhật cho mình cái phiên bản PUBG Mobile lên cái bản cao nhất nha. Bạn đang sử dụng cái phiên bản của VNG hay là phiên bản quốc tế hay là bất kể phiên bản gì các bạn chơi thì cũng cập nhật lên phiên bản mới nhất nha. Tiếp theo thì các bạn cài cho mình cái phần mềm Z-Achieve đây nè. Đây phần mềm hỗ trợ giải nén và chép file trong bộ nhớ đó. Các bạn cài cho mình phần mềm này luôn. Rồi, sau khi mà các bạn đã cài cái phần mềm Z-Achieve vào cái phần và cập nhật cái phiên bản game PUBG Mobile lên phiên bản mới nhất, thì bây giờ các bạn tải cho mình cái file ở trong phần mô tả video nha. File đó mình có để link trong phần mô tả video, các bạn tải về cho mình thì các bạn sẽ được cái file nó như thế này. Đây cái tên file của nó là aptic.sav nha các bạn. Đây là cái file chúng ta vừa tải về nè. Rồi bây giờ chúng ta để đó. Và bây giờ các bạn mở cho mình cái phần mềm Z-Achieve này lên. Rồi bây giờ các bạn tìm tới cái chỗ mà các bạn lưu cái file vừa tải về đó. Thì mặc định của nó tải về thì nó nằm ở trong cái download này các bạn. Mặc định tải về thì nó nằm trong download. Thì đây cái tên của nó đây, aptic.sav. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn, nhấn giữ vào nó và chọn sao chép cho mình nha. Rồi chọn sao chép, bây giờ mình sẽ chọn ở trên cái đường dẫn này, mình chọn bộ nhớ thiết bị nè, mình sẽ chọn tiếp vào Android nè, bấm vào data. Và bây giờ các bạn sẽ vuốt tìm tới cái thư mục của cái ứng dụng game PUBG, đây PUBG Mobile, bấm vào đây, chọn tiếp vào phần file, chọn tiếp vào phần UE 4 game, rồi chọn tiếp Shadow Tracker Extra, lại tiếp tục Shadow Tracker Extra, bấm tiếp vào phần sale. Rồi trong này thì chúng ta sẽ chọn tiếp vào phần sale game. Rồi ở cái thư mục này chúng ta sẽ dán, chúng ta sẽ bấm dán cái file aptic sale này, chép đè lên cái file aptic sale cũ trong máy, chúng ta sẽ bấm thay thế nha. Rồi thì khi này chúng ta đã thay thế hoàn tất. Thì bây giờ khi mà nếu mà các bạn đang chạy đang mở cái PUBG Mobile đó thì các bạn thoát đa nhiệm đi và chúng ta xóa hết đa nhiệm trên máy đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở PUBG Mobile lại nè. Đây như các bạn đã thấy thì khi mà chúng ta chép đè cái file Excel đó thì ở trong cái cài đặt của chúng ta đã xuất hiện cái chế độ 90 khung hình trên dây đây. Nhưng mà nó chỉ chỉnh chế độ mượt mới có 90 khung hình trên dây nha bạn. Chỉnh qua cân bằng thì nó không có, mượt thì có 90 khung hình trên dây. Chiến đấu cũng vậy. Thì đây là cái cách mà chúng ta kích cái 90 khung hình trên dây lên trên cái game PUBG Mobile nè. Cách này chúng ta không cần sử dụng GFX tool hay là bất kể những cái phần mềm rack hay là gì đó để ảnh hưởng tới cái game của chúng ta, mà chúng ta chỉ cần chép cái file đó và các bạn đã có thể tận hưởng được cái 90 khung hình trên dây trên cái tựa game này. Rất là đơn giản ha. Thì trong video này mình thực hiện trên cái chiếc Redmi K40 Gaming. Còn đối với những bạn sử dụng cái thiết bị khác thì có thể thực hiện và cho mình biết xem có hoạt động ổn định trên cái thiết bị của các bạn hay không trong cái bình luận của video nha. Video chia sẻ cách kích 90 khung hình trên dây trên PUBG Mobile của mình đến đây xin tạm dừng. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển và hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.